Lâm Chí Dĩnh lần đầu xuất hiện sau tai nạn xe hơi, cơ thể gầy gò, gương mặt hốc thấy rõ. Sau tai nạn nghiêm trọng vào hồi tháng 7 mới đây, Lâm Chí Dĩnh lần đầu xuất hiện trước công chúng. Mặc dù vẫn giữ được nét tuấn tú, nhưng fan hâm mộ không khỏi xót xa khi nam diễn viên xuống cân một cách khá rõ rệt. Ngày 15 tháng 10, diễn viên Lâm Chí Dĩnh lần đầu xuất hiện sau tai nạn ô tô kinh hoàng. Cụ thể trên trang cá nhân, tài tử phim Thiên Long Bát Bộ chia sẻ khoảnh khắc cắt bánh kem sinh nhật nhân dịp sinh nhật tuổi 48. Bên cạnh anh là bà xã cùng ba nhóc tì đáng yêu. Có thể thấy sau ba cuộc đại phẫu 3D để tái tạo gương mặt, người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi những tổn thương đã phần nào khắc phục. Được trở về nhà cùng vợ con, tinh thần của Lâm Chí Dĩnh phấn chấn hơn hẳn. Nam tài tử nở nụ cười rạng rỡ, nước da hồng hào. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt nhất là gương mặt gầy hốc hác, cơ thể chỉ nặng khoảng 55kg. Nhân dịp bước sang tuổi mới, Lâm Chí Dĩnh không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã luôn động viên ủng hộ anh sau sự cố. Cảm ơn gia đình đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Năm nay cũng là kỷ niệm tròn 30 năm tôi ra mắt khán giả. Đừng lo lắng cho tôi, mọi người nhất định phải khỏe mạnh và hạnh phúc. Bà xã Trần Nhược Nghi cũng đăng tải hình ảnh một góc trang trí của buổi tiệc. Dòng chữ Happy Birthday kèm biểu tượng trái tim là cách biểu lộ tình cảm mà bạn đời dành cho Lâm Chí Dĩnh. Phía dưới bài viết, khán giả cũng khuyên Trần Nhược Nghi nên chú ý sức khỏe, bởi chăm sóc người bệnh là hành trình khá gian nan, chưa kể cô còn phải thêm việc chăm sóc ba nhóc tì. Tiết lộ với khán giả, Lâm Chí Dĩnh cho biết tình trạng sức khỏe của mình đang dần ổn định và phát triển theo chiều hướng tích cực. Tài tử phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh sẽ trở lại màn ảnh sau khi bình phục hoàn toàn. Được biết, do vết thương ở gần vùng mặt nên Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bác sĩ phải gắn ống sonde được đặt từ mũi đến thực quản để đưa thức ăn mềm sữa vào dạ dày thông qua mũi. Trước đó, Lâm Chí Dĩnh trải qua 3 lần phẫu thuật 3D bằng kỹ thuật tái tạo gương mặt. Đây cũng là công nghệ tiên tiến nhất trong y khoa nhằm giúp bệnh nhân phục hồi tối đa sau tai nạn. Dù vậy, do vết thương nặng nên khả năng để lại sẹo là rất cao. Anh sẽ mất khoảng 1 đến 2 năm để phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo. Vào giữa tháng 9, Lâm Chí Dĩnh gây lo lắng khi chia sẻ cánh tay phải rất yếu, dường như không có lực để có thể cầm nắm dù đó là đồ vật nhẹ như lược máy sấy. Điều này bắt buộc anh phải tích hợp thêm vật lý trị liệu để đưa cơ tay trở về trạng thái ban đầu. Trên trang cá nhân, Lâm Chí Dĩnh cũng bác bỏ những lời đồn đoán sai sự thật về bệnh tình của mình. Diễn viên xứ đài cũng gửi lời cảm ơn đến các ân nhân đã giúp đỡ hai cha con vào lúc nguy cấp. Anh viết, tôi là Lâm Chí Dĩnh, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong những ngày qua. Tôi đã từ bệnh viện trở về nhà để hồi phục sức khỏe. Cảm ơn các ân nhân đã cứu tôi và bé Jensen lúc tai nạn. Cũng cảm ơn mọi người đã động viên khích lệ trong suốt thời gian qua. Tôi đã hoàn thành tốt các phương pháp trị liệu dưới sự chăm sóc của đội ngũ y tế chuyên nghiệp ở bệnh viện, nhưng tôi vẫn cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Cuối cùng, xin hãy cho tôi và gia đình thêm thời gian và không gian. Hiện tại, tôi chỉ muốn ở bên cạnh gia đình. Xin mọi người đừng tin vào những lời đồn đại chưa được kiểm chứng. Tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Khi sức khỏe tốt hơn, tôi sẽ sớm quay trở lại làm việc. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Sáng 22 tháng 7, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông tại Đài Loan. Tài tử lái chiếc xe Tesla di chuyển trên đường Chính Bắc thuộc phố Đào Viên, đột ngột lao vào cục điện. Do vụ va chạm mạnh, chiếc xe lập tức bốc cháy. Anh nhanh chóng được nhóm công nhân đang làm việc ở hiện trường phá cửa kính để kéo ra ngoài. Phía cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng hiện chưa công bố cụ thể. Lâm Chí Dĩnh là cái tên không mấy xa lạ với khán giả truyền hình. Sinh năm 1974, ngôi sao Đài Loan để lại dấu ấn vào các bộ phim ăn khách như Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Tuyệt Đại Song Kiêu. Ngoài diễn xuất, Lâm Chí Dĩnh còn hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca sĩ và là một tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Ngoài tài năng, nhan sắc trẻ mãi không già của anh cũng đúng tim nhiều khán giả. Những năm trở lại đây, Lâm Chí Dĩnh tạm gác nghệ thuật để chuyển hướng kinh doanh và chăm lo gia đình. Ở tuổi U50, ước tính khối tài sản của Lâm Chí Dĩnh là 160 triệu đô, khoảng 3.700 tỷ đồng nhờ việc kinh doanh nhà hàng, thể thao, sản xuất phim ảnh, bất động sản và thời trang và đam mê đua xe phân khối lớn.